tại sao nhân sinh sống quên chữ đạo, đời người bao lâu, đời chẳng dài đâu mà dầm lên đời nhau chữ nhân nát nhau. Một góc trời tôi ưu tư thương đời tha hóa, chỉ một lần sống sao không sống nương sống hoa. Giờ hiểu vì sao, giờ đã hiểu tại sao chữ con chữ người khi tách rời đọc mà đau. Chỉ một lần được sống, một lần thôi, không thể cho nhau lời hay thì chớ nói lời cay. Dẫu đó là ai cũng sống chuyến trò này, dù đó có là ai sống cho đẹp từng ngày, đáng một lần tồn tại cho đời sau nhắc một đường chung.